Thưa quý vị, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cũng như phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an quận Hà Đông đã và đang triển khai nhiều mô hình đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả, ghi nhận của phóng viên bản tin 141. Muốn lên rồi này. Đây là một vụ trộm xe máy trên địa bàn phường Phú La. Hình ảnh camera an ninh rõ nét cho thấy kẻ trộm chỉ mất 3 giây để mở khóa, lấy cắp xe. Toàn bộ diễn biến sự việc lập tức được cập nhật lên hệ thống giám sát về an ninh trật tự của lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt thủ phạm, thu giữ tang vật, trao trả cho người bị hại. Đây chỉ là một trong những vụ việc mà hệ thống camera an ninh phát huy tác dụng, giúp cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Vừa rồi thì có tăng cường thêm cái hệ thống lắp đặt cái hệ thống camera ở các cái tuyến đường trên toàn cái tổ dân phố, do vậy thì cái an ninh trật tự của tổ dân phố được duy trì an toàn trên mọi cái hoạt động của cư dân. Đến nay, hệ thống camera an ninh tại quận Hà Đông đã lên tới gần 1.000 thiết bị ở 17 phường, hỗ trợ giám sát đảm bảo an ninh trật tự 24/24 ở nhiều địa bàn trọng điểm. Đây chỉ là một trong 6 kế hoạch chuyên đề hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an quận Hà Đông tham mưu với cấp ủy, chính quyền quận triển khai sâu rộng trên địa bàn 17 phường. Đảng ủy ban chỉ huy công an quận cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ như đội cảnh sát hình sự triển khai các cái phương thức tuyên truyền như là sổ tay an ninh, móc khóa điện tử, thì chúng tôi cũng đã triển khai đến lực lượng cảnh sát khu vực để cùng với cả người dân là phát đến toàn bộ các cái tổ dân phố để làm sao mà phát huy tốt nhất cái vai trò bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những mô hình chuyên đề này đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm của mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để Bộ Công an lựa chọn Công an phường Phú La để xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.